Chơi mà đang đánh mà đem nhau mèo vô sân cha, kỳ vậy. Các anh dùng nhau mèo bừa bãi quá vậy. Nhau mèo quý lắm nha mấy ông. Nhau mèo. Nhau mèo đâu anh Việt? Thu nhau mèo luôn anh Việt. Tịch thu nhau mèo. Ừ. Chị Kim Anh. Tịch thu nhau mèo. Tịch thu nhau mèo. Trời ơi. Tự nhiên nó đem vô không phải cái điện thoại mà nó đem cái nhau mèo vô cho ông Châu á. Ông Châu chỉ cần đụng cái nhau mèo đó là ăn rồi đó. Ăn rồi đó, ăn rồi đó, ăn rồi đó, ăn rồi đó. Ăn rồi đó. Từ từ nha mấy cha, 18 đeo. Mà vô trận á, còn nghe ông Khanh nói á, sẽ làm gỏi cái đội bên thằng Trung đó. Còn nghe thằng Trung á, thì nó lại nói là sáng nay nó chưa ăn sáng, nó định làm cái món gỏi khanh quanh trinh gì đó, nó ăn đó. Nói chung là hai đội là muốn làm gỏi nhau. Tính chất quyết liệt là ngay từ đầu là đã thấy rồi, rất là căng đó không? Đó, pha cầu này nãy giờ quýnh chắc 5 phút rồi chưa xong nữa. Ngoài, kết thúc bằng một pha đánh ra ngoài.
ba lộn vô lộn vô. Làm gọi luôn. Mạnh luôn. Ừ. Có nhà mèo treo trên lá mà Trung nó gỡ xuống là làm gì nữa. Rồi rồi anh canh biên 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 24 đều. Ah!
Yo.